Chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Hôm nay thì đã là ngày 15 tháng 1 2024, tức là ngày mùng 5 tháng chạp âm lịch rồi anh em. Và trên hình ảnh anh em đang xem đó chính là chiếc Honda CR-V 2016, thì nhân viên bên mình đang cùng với khách đi check hãng tại Honda nha. Sau khi check hãng về xong thì anh khách ở Vũng Tàu rất nhanh gọn thì đã nhận xe về nha anh em. Đó, máy này thì thị trường rất là xôn xao luôn anh em ơi. Năm nay thì giống như mình dự đoán, kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà chính vì khó khăn cho nên là xe cũ lại hot anh em. Đôi lúc nó có những cái ngược lại, tại vì cái lượng xe bán ra nó hạn chế lắm, nó không có như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cuối năm cái lượng xe dồi dào. Rồi đây thì bên mình cũng đang giao chiếc Fortuner 2016 máy dầu màu đen luôn nha anh em. Đó, rất là nhiều xe được bán. Rồi chiếc Fortuner 2016 máy dầu màu bạc này thì cũng đã bán luôn nha anh em. Đó, hai anh khách ở Lâm Đồng xuống, rồi em trai thì ở Vũng Tàu lên thì cũng nhận luôn cả Fortuner máy xăng 2019 nha anh em. Nói chung nhiều xe bán lắm anh em ạ. Bé gì khó. Quá đẹp luôn. Không, hai bạn kia đi cho anh không đi. Yeah. Để hai bạn kia đi nha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ, okay. Chúc em đi tốt như bền. Nha. Rất máu rất nhanh. Đúng rồi, sao biết. Ok anh em, rồi xong khách vô mua nhanh quá anh em. Thật ra là có mình bán rất là nhiều xe luôn, nhưng mà có nhiều khách họ ngại, họ không có muốn mình quay phim hoặc cho lên sóng á. Đó, cho nên là cũng không có thể mà quay hết được những cái vị khách hàng mà đã nhận xe bên mình. Đó, con số rất là nhiều ha. Rồi hôm nay thì bên mình lại mới về thêm một em hàng mà trước bây giờ mình mới có luôn anh em. Đó chính là chiếc Hyundai Creta. Ha, Hyundai Creta thì nó nằm cùng phân khúc với lại Kia Seltos này kia. Thứ tư tuần sau thì mình lại về thêm một em Kia Seltos nữa. Và chiếc Creta này là thuộc phiên bản gầm cao nha anh em. Và chiếc xe này thì lăn bánh được 19.000 cây. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha anh em, 19.900 cây. Full lịch sử bảo dưỡng hãng 2022 nhé. Đó, xe này thì được cái màn hình rất là đẹp ha. Màn hình đây nè. Đó, màn hình to, nó phân ra mình nhìn cảm giác nó rất là hiện đại ha. Đâu rồi. Đó, nó làm 3 khoang rất là đẹp, số tự động nha. Mình cũng chưa có tìm hiểu nhiều về mẫu Hyundai Creta này đâu anh em. Đó, và cái xe mình đang có ở đây nó thuộc là phiên bản tiêu chuẩn nha. Phiên bản tiêu chuẩn. Đó, 5 chỗ gầm cao 2022 nha anh em. Đó, Creta mới ra mà để thay thế cho Hyundai Kona á. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với cái xe này rồi thì mình có cái cảm giác cái vị trí ngồi của nó rõ thoải mái hơn Kona anh em. Bự hơn Kona. Kona thì thể thao hơn, nhưng mà thấy Creta này không gian ngồi bên trong á nó rộng hơn, thoải mái hơn, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Xe này cũng nhập Indo luôn. Chiếc xe mình đang giới thiệu cho anh em đây là bên mình đang chào bán với giá là 585 triệu đúng không em? 585 triệu nha anh em. Mình cũng mới lấy về, cũng chưa có tìm hiểu được là cái xe này là nó sử dụng động cơ như thế nào nữa, anh em thông cảm nha. Máy này lù bù quá. Đây là dán đề can theo hết rồi đúng không? Đây, mới lắm ha. Xe 2022 đi 19.000 cây nha anh em. Đó. Nè, mới tinh ha. Đó, ở cái cửa tiền hơn 500, một em xe đời mới vẫn còn bảo hành bảo dưỡng chính hãng. Thì quá là tuyệt vời đúng không? Đó. Hyundai Creta nha, 5 chỗ gầm cao. Đó, giá chỉ có hơn 500 thôi. Bản tiêu chuẩn nha anh em. Bản này tiêu chuẩn. Mâm phay xe thì chủ xe có lên sẵn đèn bi rồi nè, cặp đèn zin vẫn còn ha, đăng kiểm bình thường không vấn đề gì hết nha anh em. Fortuner máy dầu số sàn này thì đã nhận cọc về Lâm Hà, Lâm Đồng nha anh em. Rồi ở đây thì mình còn em Kia Sedona máy xăng 2018. Đó, đang bán là 739 triệu. Xe này đang bán cái Vios đây nằm cũng khá lâu, 200 mấy nha, số tự động ha. Đó, anh em nào Tết vẽ tiền cần xe đi về quê, có một chiếc xe che nắng che mưa đi cày thì lấy con này ha. Xe này ngày xưa xe công vụ của mình á, 265 triệu đúng không? 265. Cerato này cũng bán rồi nha anh em. Cerato nhận cọc mà gặp sự cố là do khách chuyển nhầm tiền á, đang đòi tiền lại, cho nên là anh em ở đây mình nói luôn, anh em sử dụng mấy cái app ngân hàng mình đi tiền lớn rất là tiện, nhưng mà phải cẩn thận nha anh em. Mỗi lần mà mình chuyển tiền là mình rất là cẩn thận luôn. Tiền thì nó không mất, nhưng mà chuyển nhầm một cái đi đòi lại rất là vất vả luôn nha anh em.
đó, đi đòi lại rất là khó khăn luôn. Hôm trước khách xuống đặt cọc mình rồi, xuống chuyển tiền là nhận xe, xuống tới đây chuyển nhầm tài khoản đó, giờ khổ không đó. Em này mới về Mazda C8 tháng 7 2023 luôn. Mà xe này cao nha anh em, xe này cao lắm nha, tới 900 mấy chục triệu là gần bằng giá xe mới luôn á nha. Chỉ được lãnh được, tức là anh em mua xe này chỉ lợi được là tiền thuế thôi, đi có 5.000 cây thôi nha anh em. Con này đi 5.000 cây và khả năng là mình sẽ để xe này để đi Tết, cho nên là cũng không mặn mè bán lắm. Thì đấy anh em đừng có ném đá mình nha, làm cả năm vất vả rồi, cần có cái xe đẹp đẹp để đi đó. Giờ cuối cùng còn có mỗi Sedona, Vios, Creta thôi. Forner này bán luôn rồi anh em ơi, Forner này bán mất tiêu luôn rồi. Trưa nay là cho chạy đi giao này, đẹp không đó, bán với Bình Dương ha, bán với Bình Dương. Quay clip xong mấy bạn sẽ chạy đi giao. Ở dưới con xe nào không em? Forner xám đó rồi, à xám. Nhà không còn tới 5 chiếc để bán nữa anh em ơi, hết sạch xe luôn rồi đó. Thị trường đang rất là hút xe anh em ạ. Cuối năm rồi, năm ngoái thì ế mà năm nay sao hút dữ không biết. Đây Forner máy xăng 2016, đi 64.000 cây chuẩn, đang bán 575 triệu nha anh em. Đang bán 575 máy xăng. Máy xăng lại bán dễ hơn máy dầu mà chết chứ. Có bao nhiêu xe máy xăng bán sạch luôn anh em. Tại vì bây giờ giá xăng so với giá dầu và cái người người ta mua đi gia đình á, người ta cũng không đặt nặng vấn đề nhiên liệu lắm. Người ta cần một cái cảm giác lái nó thoải mái là người ta mua thôi anh em. 575 triệu ha. Nhà là sạch xe máy xăng luôn, còn có mỗi chiếc này thôi đó. Máy dầu thì lát nữa về thêm chiếc nữa. Máy xăng là bán hay hơn máy dầu. Trước tới giờ mới gặp luôn anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Các anh em có xe gì bán thì alo cho mình nha. Cũng đang rất là cần mua xe để phục vụ Tết nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.